Mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự của một chị gái. Em dâu chê bố mẹ tôi quê mùa, không muốn ngồi xe đi du lịch cùng. Nghe Nhung chê bai bố mẹ mình bằng những từ ngữ xúc phạm, tôi thương ông bà đến trào cả nước mắt. Và rồi, những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi vẫn nhớ ngày em trai dắt bạn gái về quê ra mắt. Bố mẹ tôi đã tế nhị nói riêng với em rằng bé Nhung này không hợp để kết hôn. Bố mẹ tôi là người từng trải nên tôi tin vào mắt nhìn người của họ. Bản thân tôi quan sát về cách cư xử của Nhung, cũng thấy con bé không tôn trọng bố mẹ mình. Về làm dâu, thế nào nó cũng sẽ ngang ngược. Thế nhưng chúng nó đâu chịu, thế là bài đủ trò để được cưới nhau. Bố mẹ tôi hiền nên đành tổ chức đám cưới. Ít lâu sau thì em dâu có bầu. Bản thân tôi thì đã lấy chồng và sống ở trên thành phố được 5 năm. Gần như cuối tuần nào, vợ chồng tôi cũng lái xe về nhà ngoại vì chỉ cách nhau có hơn 70 km. Thằng em tôi thấy chị gái kết hôn xong, sung túc đầy đủ thì nó cũng hào hứng lắm. Nó đi học lái xe, xong về bắt bố mẹ phải mua cho một chiếc bán tải, rồi tự vẽ ra dự định mua đất xây nhà ở riêng như người ta vẫn thường khoe trên mạng. Bố mẹ tôi vốn dĩ chỉ là nông dân nên chẳng giàu có gì. Vợ chồng tôi ở trên thành phố cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Chồng tôi buôn bán nhỏ, tích góp mãi mới đủ tiền mua một chiếc xe cũ. Nhà thì bố mẹ chồng cho, có 40 mét vuông thôi, nhưng cũng đủ chỗ chui ra chui vào. Khi nghe mẹ kể em trai đòi mua xe tiền tỷ, tôi đã khuyên em nên tu chí làm ăn rồi tự mua xe, đừng phiền đến ai. Lúc này nó dậy nảy lên rồi bảo gia đình không yêu thương quan tâm gì đến nó. Tôi biết tính em trai của mình, giỏi mấy hôm là sẽ hết. Thế nhưng tôi không ngờ vợ nó lại là một đứa thích đua đòi, cứ vác bụng bầu ra ăn vạ với bố mẹ tôi. Em dâu còn kêu tại sao chị chồng có cái nọ cái kia, còn chồng nó thì không có. Mẹ tôi bảo tất cả đều là tiền riêng của anh chị tự mua. Cô em dâu lại quay sang nghi ngờ mẹ tôi nói dối, sau đó đem bụng bầu ra gây áp lực với bố mẹ tôi để có bằng được chiếc ô tô. Cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng đành nhượng bộ, âm thầm hỏi vay tôi 100 triệu và gom thêm mấy trăm triệu nữa từ họ hàng và người quen. Chồng tôi có tiếng nói trong gia đình nên anh đã gọi điện về bảo hai đứa không được làm khó bố mẹ. Thế nhưng thằng em tôi vẫn cố chấp cãi lý với anh rể. Thế nhưng sau đó nó vẫn chốt lại là chọn mua xe cũ chứ không dám đòi hỏi xe mới. Từ lúc có ô tô, em dâu chịu khó đăng ảnh lên mạng hẳn. Nó khoe khắp nơi rằng chồng giỏi giang, cưng chiều vợ, muốn gì cũng được chồng mua, mà không hề có nửa lời cảm ơn đến bố mẹ chồng. Thằng em tôi làm lái xe giao hàng cho xưởng mộc, lương có chục triệu thôi, nhưng tiêu xài rất hoang phí. Sau khi cưới vợ xong, nó còn mãi chơi hơn, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi du lịch chữa lành. Tôi khuyên hai đứa nên tập trung kiếm tiền để sau này còn nuôi con. Thế nhưng chúng không nghe mà còn chê tôi lạc hậu. Em dâu còn dạy ngược lại tôi rằng sống là phải biết hưởng thụ, chứ bóp chặt tiết kiệm như tôi mãi thì lúc nào cũng chỉ cảm thấy lo lắng và căng thẳng mà thôi. Nghĩ là chúng vẫn còn trẻ người non dạ nên tôi chẳng buồn nói nữa. Năm nay Nhung chỉ mới 21 tuổi, nó còn không học đại học. Nó đi làm thuê ở trên thành phố, xong quen với em trai của tôi. Giờ đây Nhung nghỉ việc ở nhà, chỉ nằm ăn chơi. Không biết đến lúc sinh con thì hai đứa nó có cãi nhau hay không. Hai đứa nó toàn mơ mộng kiểu phim ngôn tình, chàng vung tiền yêu chiều vợ, còn vợ thì xinh đẹp ở nhà đẻ con. Tôi nghe chúng nó nói chuyện với nhau mà phát mệt. Tuần trước chồng tôi được đối tác tặng ít vé nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Anh mời cả bố mẹ tôi cùng đi vì ông bà hiếm khi đi du lịch. Cô em dâu nghe thấy như thế liền đòi đi theo. Chồng tôi kêu bụng bầu của nó to
thì nên ở nhà cho lành. Thế là nó nước mắt ngắn, nước mắt dài, mách với em trai tôi. Thế là ông xã tôi đành phải bỏ tiền túi ra để mua thêm vé cho vợ chồng nó đi cùng. Sáng nay, tôi về quê để giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị đồ đạc trước chuyến du lịch. Xe nhà tôi chỉ có 4 chỗ mà mang thêm vali đồ đạc cho 3 ngày 2 đêm nghỉ, nên chốt lại là để bố mẹ ngồi chung xe với vợ chồng cậu Út cho rộng rãi. Đằng nào thì lộn ngược về đón ông bà thì cũng sẽ bị ngược đường, nên gia đình tôi sẽ đợi em trai lên rồi cả nhà cùng đi. Khi biết sẽ ngồi chung xe với bố mẹ chồng, em dâu có vẻ không vui lắm. Nó nhăn nhó ra mặt nhưng không nói gì. Một lát sau khi đi vệ sinh, vì tường cách âm hơi kém nên tôi vô tình nghe được vợ chồng Nhung nói chuyện trong phòng bếp. Trong cuộc nói chuyện, Nhung bắt chồng phải đuổi khéo bố mẹ tôi sang xe của tôi vì nó không thích mùi hôi của ông bà già. Bố mẹ tôi ở quê nên chẳng bao giờ dùng nước hoa hay xịt mùi gì cả. Còn Nhung thì quen ăn diện nên nó không thích mùi quần áo cũ kỹ của ông bà. Nó còn chê mẹ tôi hay làm vườn nhổ rau nên móng tay móng chân toàn bùn đất. Còn chê chân bố tôi nứt nẻ bốc mùi chua. Rồi Nhung còn sợ đôi dép tổ ong của bố tôi sẽ làm dính bẩn xe nó, trong khi cái xe có đứng tên sở hữu của nó đâu. Nghe em dâu viện đủ lý do để xua đuổi không muốn ngồi cùng với bố mẹ chồng mà mắt tôi cay xè. Bực nhất là thằng em của tôi cũng gật gù đồng ý với vợ. Nó bảo sẽ nhờ anh rể chở ông bà với lý do tài lái non mới lấy bằng. Bố mẹ tôi sống một đời lam lũ, có tội lỗi gì với Nhung đâu mà nó kỳ thị ông bà như hủi. Có gì ngon với đẹp, ông bà cũng dành hết cho nó. Thương con dâu không khác gì con đẻ. Thế mà Nhung lại coi thường ông bà. Mà nó cũng phải tiểu thư đài cát gì đâu mà dám đối xử sau lưng bố mẹ tôi như vậy. Được cả thằng em tôi nữa, bên vợ không còn biết đúng sai. Bố mẹ tôi nuôi nó đúng là phí cơm gạo thật. Sau khi về, tôi kể lại với chồng chuyện này. Thế là hôm đó, anh chẳng nói chẳng rằng chất đồ đạc của bố mẹ tôi lên xe rồi bảo ông bà đi luôn. Nhìn ông bà luống cuống mà tôi cũng thấy hơi buồn cười. Thế nhưng ý đồ của chồng tôi cũng đã hiểu. Chắc anh tức giận nên không muốn cho vợ chồng cậu em cùng đi. Khi thấy xe nhà tôi phóng vèo đi, Nhung ôm bụng đứng ở cửa ngỡ ngàng. Nó vội vàng nhắn tin cho tôi, hỏi rằng cả nhà đi đâu đấy. Tôi bảo khu nghỉ dưỡng đã hết chỗ nên để lần sau đưa em dâu cùng đi. Thằng em liên tục gọi điện thoại cho bố mẹ, nhưng tôi bảo ông bà không cần phải nghe máy. Phải dạy cho hai đứa nó một bài học. Sống không biết điều thì ai mà chấp nhận được. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.